xin chào toàn thể anh em nha. À vâng, tác phẩm mai dán trực một cốt chân cành bữa hổm là mình làm đã hoàn thiện nha anh em. Hiện tại là cây đã hoàn thiện, giờ chỉ còn chờ là Tết chơi qua nó là ok nha anh em. À vâng, mình quay cây cho anh em xem anh em ơi. Anh em xem là nhớ đăng ký kênh ủng hộ bonsai Bảy Nghĩa anh em ơi. Để mình làm những tác phẩm nào hay hay thì mình sẽ quay cho anh em xem. Đó, cây mình đã định hình là nó đã đều tán rồi nha anh em. Giờ chỉ còn chờ Tết đến nó là ok rồi nha. Cho bên đây có tác phẩm mình cũng đang làm đây. Chừng nào xong thì mình sẽ quay cho anh em xem. Chúc tất cả anh em xem clip vui vẻ nha. Và có một ngày làm việc hiệu quả nha anh em ơi. Đây mình tiến gần xin quay bộ đế cho anh em xem một lần nữa. Cây này hiện tại đế nó rất là đều và khủng nha anh em. Hoành cây này là 60 anh em ơi. Đế đặt quẹo luôn nha. Nhưng mà đế này mình chưa có làm lại. Đế này làm nữa thì tương đối đều nha anh em. Hiện tại đây nó cũng vô mùa mưa anh em ơi. Làm cũng rất là khó khăn nha anh em. Nhưng mà mình cũng vẫn là tranh thủ là quay cho anh em xem đó. Vì vậy anh em xem là nhớ ủng hộ kênh mình nha anh em ơi. Vật liệu làm thì đó gồm dây ni lông và dây nhôm nha anh em. Thì này bộ đế nó tương hơi bị đẹp nha anh em. Nói chung là dùng từ đẹp đi, dùng từ khủng có một số anh em nói tôi còn có cây khủng hơn nữa. Nói chung là mình tính theo cái tính chất thì nó là đẹp rồi đó nha anh em. Cốt cành thì cũng là ok luôn nha. Cốt cành đều hết nha. Một cốt chân cành đóng từ dưới lên trên nha anh em ơi. Để mình sẽ tiến xa ra quay cho anh em xem cái tán. Ở bên đây dễ xem hơn. Đó, chân cành nó đều hết trơn nha anh em. Cây hiện tại là một cốt nha anh em ơi. Tán quá vậy, quá trời. Ở đây thì tại vì nó vướng chặt cả nhiều quá rồi mình quay cái nó cũng không có mấy gì nha anh em. Anh em xem thì cũng thông cảm nha. Đặc biệt thì nhớ đăng ký kênh và like và ủng hộ kênh mình nha anh em ơi. Này làm xong xuôi rồi bắt đầu là mình dưỡng nó lại nữa là bắt đầu là Tết nay thì nó sẽ qua sẽ là ok nha anh em. Cây này ưu điểm của nó là dảo, nó dảo lai anh em, thậm chí nắp lá nó cũng rất là dày nha. Tết thì bông là rất là ok, tại vì nắp lá nó dày là bông nó sẽ nhiều anh em. Cây một cốt chân cành tán đều gan anh em. Nói chung thì nó cũng còn khuyết chút đỉnh, khúc trên đỉnh nó còn khuyết. Nhưng mà một thời gian sau thì nó ra chi tiết thì bắt đầu mình làm lại nha anh em. Làm thêm phía trên, phía dưới thì chi cành nó đã ok rồi. Quá trời của bộ đế anh em ơi. Bộ đế nó cuộn cuộn luôn anh em ơi. Bộ đế này mà làm một cái nha, là ngồi vào một cái là khủng nha anh em. Quá ok. Sáng đều gan luôn anh em ơi. Thôi, đến đây thì mình cũng xin chào tạm biệt anh em đi. Hẹn gặp anh em clip sau ạ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ và like cho tôi nha anh em ơi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em clip sau ạ.